điều hòa âm dương bằng ăn uống và vận khí. Đối với những bệnh kinh niên do cơ thể quá mập hoặc quá ốm, âm dương không quân bình, việc điều hòa âm dương bằng thức ăn, thức uống rất cần thiết. Vấn đề này được chỉ rõ trong quyển sách Ăn uống hòa hợp âm dương. Ngoài việc ăn uống, bạn cũng có thể điều hòa âm dương bằng cách vận khí bên trong cơ thể, cũng gọi là nội công hay vận nội công. 1. Điều hòa âm dương bằng thức ăn, thức uống. Chỉ nhập thất hoặc tập luyện theo các động tác và các tư thế thì kết quả quân bình âm dương sẽ không nhanh chóng. Nếu không điều hòa âm dương bằng ăn uống và bằng vận nội công, cơ thể mập là âm, ốm là dương. Thức ăn, thức uống âm, dương hay quân bình âm dương được liệt kê một cách thật đơn giản và dễ áp dụng như sau. Thức ăn, thức uống âm như các loại nấm, các loại thịt, các loại trái cây chua, ngọt, các loại mỡ động vật, các chất nhiều đạm như sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa như bơ, phô mát, v.v. Các loại nước ngọt vô chai, các loại thực phẩm đóng hộp. Thức ăn, thức uống dương như các loại cá nhỏ, các loại rau, các loại đậu đỏ đen, hạt sen, trái cây có màu xanh đậm, màu vàng, đỏ, ít chất chua, chất ngọt, v.v. Thức ăn, thức uống quân bình, các loại mè, tốt nhất là mè đen, còn nguyên vỏ, gạo lứt mới xay, nước suối thiên nhiên, các loại đậu đỏ, đậu đen, hạt sen, bí đỏ, v.v. Nếu cơ thể bạn thuộc âm thì bạn chọn thức ăn, thức uống dương. Ngược lại, nếu cơ thể dương thì ăn, thức uống âm nhiều để quân bình âm dương. Riêng gạo lứt mới xay ăn với muối mè còn nguyên vỏ thường được những người theo phương pháp tân dưỡng sinh gọi là phương thức số 7, có thể ăn một thời gian để trị được một số bệnh kinh niên của bộ tiêu hóa và của nhiều chứng bệnh thuộc âm khó trị khác như mập phì, cao mỡ, cao máu, ung thư, tiểu đường, v.v. Nên nhớ, việc ăn uống để điều hòa âm dương rất cần để trợ thêm trong trường hợp khí trời không thuận tiện cho việc điều hòa âm dương bằng vận khí. Ví dụ, cơ thể đang âm mà gặp thời tiết lạnh, nếu không điều hòa bằng ăn uống thì kết quả vận khí sẽ chậm hơn. 2. Điều hòa âm dương bằng nội công. Điều hòa âm dương bằng nội công là vận khí bên trong cơ thể. Phần bụng trở xuống chân là phần âm của cơ thể, còn phần từ ngực trở lên là phần dương. Chuyển khí quanh bụng là điều hòa âm hay điều hòa âm dương của phần âm. Chuyển khí từ bụng lên đầu rồi trở về đơn điền là điều hòa âm dương của toàn cơ thể. Phần bụng cũng được gọi là tiểu chu thiên. Phần này có 4 huyệt đạo quan trọng: đơn điền, chỗ gần hậu môn hay gọi là hội âm, chỗ xương cùng, trường cường và chỗ xương sống ngang đơn điền gọi là mệnh môn. Ta vận khí vào đơn điền rồi chuyển qua 3 huyệt đạo kia theo một vòng tròn nhỏ. Đến đơn điền, ta phình bụng rồi thở ra, tức là ta điều hòa phần bụng, tức phần âm. Mỗi lần như vậy gọi là một tiểu chu thiên và vận khí từ 10 đến 20 lần. Còn nối kết từ phần bụng lên đầu hay gọi là bách hội, rồi trả về đơn điền qua huyệt ấn đường, nhân trung, đàn trung, trung quản, rồi trả về đơn điền để thở ra là đại chu thiên. Đại chu thiên không phải là vòng tròn mà là hình bầu dục. Bạn vận khí từ đơn điền qua huyệt hội âm, trường cường, mệnh môn, lên bách hội, xuống ấn đường, nhân trung, đàn trung, trung quản, rồi lại về lại đơn điền để thở ra. Đó là một hình bầu dục đi suốt cơ thể, giúp âm dương được điều hòa. Vì vận khí đi trong châu thân nên cũng gọi là vận nội công. Cách điều hòa âm dương này cũng tiếp trợ cho các phương pháp vận khí căn bản, cũng để trị bệnh kinh niên và ổn định thần kinh. Mỗi lần vận khí bên trong cơ thể là 10 hơi thở. Vận nội công như thế cũng giúp bạn tập trung được tư tưởng. Vì ý tưởng của bạn phải đi theo các huyệt đạo nên không thể nghĩ ngợi mông lung được. Huyệt đạo được khai thông thì người vô bệnh. Thông tắc bất thống, thống tắc bất thông. Thông thì không đau, đau tức là không thông. Đây cũng là cách an định cho tâm hồn, nghỉ ngơi tâm trí để đưa đến trạng thái phỉ lạc.
Khi vận khí, ta để tâm trở lại sự vắng lặng, yên tĩnh, mà biết rõ mọi việc xung quanh. Điều hòa âm dương bằng thức ăn, thức uống cũng là cách để ngừa và trị bệnh hữu hiệu như điều hòa âm dương bằng nội công. Cả hai cách này đều cần thiết cho người luyện tập tiên thiên khí công. Vì thế, chúng ta có thể nói, nhập thất, ăn uống và hòa hợp âm dương và vận khí, điều hòa âm dương là những việc cần phải thực hành thường xuyên để có một đời sống khác thường, khỏe mạnh, sống lâu, hạnh phúc và ra đi an lành.